Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố 3 bị can gồm Vũ Trung Hiếu, Hoàng Thị Thu Trang cùng chú tỉnh Cao Bằng và Hoàng Ngọc Tuân chú tỉnh Phú Thọ về hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tại thành phố Cao Bằng. Hiện đối tượng Tuân đang bị bắt tạm giam, còn Hiếu và Trang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại Hội đồng thi Trung học phổ thông thành phố Cao Bằng trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023, thí sinh Vũ Trung Hiếu đã có hành vi dùng điện thoại di động chụp ảnh đề thi môn ngữ văn sau khi phát đề 15 phút và gửi cho Hoàng Thị Thu Trang qua ứng dụng Facebook Messenger để nhờ Trang giải hộ. Khi đó, Hoàng Ngọc Tuân là bạn trai của Trang đăng nhập vào tài khoản Facebook của Trang, thấy hình ảnh đề thi, đã lưu lại và đăng tải lên trang Facebook cá nhân của Tuân. Đề thi sau đó bị lan truyền trên mạng. Trang đã giải và gửi lại cho Hiếu đáp án một số câu hỏi trong đề thi, nhưng do giám thị coi thi nghiêm ngặt nên Hiếu không thể mở điện thoại để xem đáp án. Liên quan tới việc hàng trăm người tụ tập phản đối xây dựng bến số 3 cảng container Long Sơn, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, công an thị xã Nghi Sơn của tỉnh Thanh Hóa vừa ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Cao Thị Lĩnh, sinh năm 1991, trú tại thôn Hà Đông, xã Hải Hà. Sau khi khám xét, công an cho biết đã thu hồi nhiều tài liệu liên quan tới việc tổ chức kích động đông người chống đối xây dựng cảng. Ngoài Cao Thị Lĩnh, cơ quan công an cũng đã triệu tập một số người khác lên làm việc. Như truyền hình Công an Nhân dân đã thông tin, từ 18 đến ngày 23 tháng 10, một bộ phận người dân xã Hải Hà thường xuyên tập trung tại khu vực xây dựng bến số 3, dự án cảng container Long Sơn và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà để thể hiện quan điểm không đồng thuận cho chủ đầu tư triển khai dự án. Mặc dù đã được cấp ủy chính quyền đoàn thể thị xã Nghi Sơn và xã Hải Hà liên tục tuyên truyền về ý nghĩa của dự án, chủ trương và cơ sở pháp lý xây dựng cảng, cũng như việc triển khai xây dựng dự án ít ảnh hưởng tới ngư trường khai thác, môi trường, tạo cơ hội phát triển kinh tế địa phương và việc làm cho người dân. Một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vừa bị bộ đội biên phòng Điện Biên phối hợp với đồn biên phòng Thanh Luông bắt giữ. Tang vật thu giữ là 400 gram heroin và 1.000 viên ma túy tổng hợp. Chiều ngày 28 tháng 10, tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 105 tuyến biên giới Việt Nam-Lào thuộc địa phận xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên phát hiện một tổ công tác yêu cầu đối tượng dừng lại kiểm tra hành chính và phát hiện bên trong ba lô đối tượng đeo trên người có 4 cục chất bột dạng nén màu trắng đục, trọng lượng khoảng 400 gram, ghi là heroin, 5 túi ni lông màu xanh, bên trong có các viên nén màu hồng mang ký hiệu WI, ghi là ma túy tổng hợp, số lượng 1.000 viên. Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Quảng Văn Thuận, sinh năm 1986, trú tại huyện Điện Biên. Số ma túy trên Thuận mua của một người phụ nữ không rõ danh tính tại khu vực mốc 105 với giá là 25 triệu đồng nhằm mục đích mang về để sử dụng và bán kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất của tỉnh Đồng Nai đã khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng Hoàng Trọng Phi, 21 tuổi và Phạm Đông Duy, 28 tuổi, cùng trú tại tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hoàng Trọng Phi bị các trinh sát Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang khi đang mang 6 gói ma túy tổng hợp và 3 viên thuốc lắc với tổng trọng lượng hơn 23 gram bán cho người nghiện tại khu phố Trần Cao Vân, thị trấn Dầu Dây. Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Đông Duy để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã nghiện ma túy, lại lười lao động nên mua ma túy về phân nhỏ bán lại cho người nghiện sử dụng thì bị bắt giữ. Tiếp tục đợt ra quân kiểm tra vi phạm giao thông trên tuyến quốc lộ 20, các tổ công tác của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Chỉ tính riêng trong 2 ngày từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 28 tháng 10, hai tổ công tác của Bộ Công an
phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã kiểm tra gần 4.000 lượt phương tiện, qua đó đã phát hiện lập biên bản xử lý 270 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó thì 100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 10 trường hợp vi phạm về ma túy. Đáng chú ý, trong 7 vụ tài xế xe ô tô có sử dụng chất ma túy thì có tới cả 2 vụ cả tài xế cùng 7 người đi chung xe đều dương tính với chất ma túy, có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ một bịch tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Tổ công tác đã bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Tại tỉnh Nghệ An, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, Công an tỉnh Nghệ An đã và đang tiếp tục tăng cường thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Trên cơ sở điều tra khảo sát thực địa, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng, thiết bị nghiệp vụ kỹ thuật, thành lập các tổ công tác cắm chốt, kiểm tra đo nồng độ cồn trên các tuyến đường, địa bàn. Thực hiện chuyên đề cao điểm về xử lý vi phạm nồng độ cồn, 9 tháng đầu năm 2023, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã lập biên bản xử lý 2.251 trường hợp vi phạm. Đây là phát hiện có cồn này. Ok, em nào em có. Thực tế qua kiểm tra thời gian qua cho thấy, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn vẫn còn gặp khó khăn. Một số trường hợp còn tìm biện pháp trốn tránh, điều khiển phương tiện bỏ chạy khi được lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng để kiểm tra, gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng và người đi đường. Đối với những trường hợp này, tổ công tác sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định hành vi vi phạm và có biện pháp xử lý theo đúng quy định. Tổ chức điều tra cơ bản các tuyến đường, địa bàn thường xuyên có cái vi phạm về nồng độ cồn và từ đó đã xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng 24/24 để bố trí các tổ công tác để thường xuyên kiểm tra các cái đối tượng là người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Với quan điểm không có vùng cấm, không can thiệp vào hoạt động xử lý vi phạm nồng độ cồn nhằm nâng cao ý thức của người dân, tạo thói quen đã uống rượu bia không lái xe của mọi người dân. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp với công an các huyện, thành, thị thường xuyên kiểm tra, tuần tra kiểm soát, khép kín thời gian trên các tuyến đường, địa bàn để phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Do ảnh hưởng của mưa lớn và không khí lạnh nên từ đêm nay đến ngày 2 tháng 11, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ lũ lụt xảy ra tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Dự báo từ đêm ngày 29 tháng 10 đến sáng ngày 31 tháng 10, ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, ngày và đêm ngày 29 tháng 10 ở Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ ngày mai 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, trên các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 7 mét, hạ lưu từ 1 đến 3 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1, báo động 2, có sông trên báo động 2, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế ở mức báo động 2 và trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ ở vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy vừa bị Bộ đội Biên phòng Điện Biên phối hợp với đồn biên phòng Thanh Luông bắt giữ, thu giữ 400 gram heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp. Chiều ngày 28 tháng 10, tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 105 tuyến biên giới Việt Nam-Lào thuộc địa phận xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên phát hiện một đối tượng đi bộ hướng từ biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện trong ba lô đối tượng đeo trên người có khoảng 400 gram heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng khai nhận là Quang Văn Thuận, chú huyện Điện Biên. Số ma túy trên Thuận mua tại biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời. Lương Văn Duy, chú tỉnh Tuyên Quang, hiện ở thành phố Hà Giang, đã bị Công an huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang ra quyết định tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.
Tối ngày 27 tháng 10, phát hiện Duy lái xe tải kéo theo rơ móc có dấu hiệu vi phạm. Tổ tuần tra của trạm cảnh sát giao thông Vĩnh Tuy thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Duy bỏ chạy khiến tổ công tác phải dùng xe chuyên dụng truy đuổi. Tiến hành cân tải trọng, cảnh sát giao thông xác định xe của Duy vượt quá tải trọng 91,6%. Đo nồng độ cồn, đối tượng vi phạm gấp đôi mức kịch khung. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính nhưng đối tượng không chấp hành mà còn chửi bới, lăng mạ lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời xe chắn ngang quốc lộ 2 gây ùn tắc giao thông. 15 ô tô tải vận chuyển số lượng lớn đường kính và hộp gỗ lậu đã bị lực lượng công an tỉnh Quảng Trị phát hiện bắt giữ. Tối ngày 28 tháng 10 tại km 40 thuộc quốc lộ 9, đoạn qua địa phận khóm 2, thị trấn Krông Klang, huyện Đắk Krông, tổ công tác của công an huyện Đắk Krông và phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 15 ô tô tải van có dấu hiệu nghi vấn chạy với tốc độ cao nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, phát hiện trên ô tô biển kiểm soát 74L6125 có 5 hộp gỗ chưa xác định được chủng loại, 14 phương tiện còn lại chở theo số lượng lớn bao tải đường kính với ước tính khoảng hơn 50 tấn. Tại thời điểm khám xét, các tài xế không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng này. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên địa bàn đã ghi nhận 20 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó 18 bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng truyền nhiễm do HIV gây ra. 20 bệnh nhân này hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 2 ca diễn tiến nặng, các ca còn lại hầu hết đều có diễn tiến sức khỏe khả quan. Theo các chuyên gia y tế, bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng, bệnh có cách lây gần giống HIV. Tuy nhiên, khác với HIV, bệnh sẽ tự thải trừ hoàn toàn virus và nhanh khỏi nếu bệnh nhân có miễn dịch tốt. Đậu mùa khỉ chỉ diễn tiến nặng đối với người suy giảm miễn dịch. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đang phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại, tích cực khắc phục hậu quả sau mưa lớn kéo theo lốc xoáy khiến cho nhiều căn nhà dân cùng với cây trồng bị hư hỏng và gãy đổ. Trước đó vào chiều tối ngày hôm qua 28 tháng 10, trận mưa lớn kèm theo dông lốc kéo dài khoảng 30 phút bất ngờ quét qua địa bàn xã Long Tân, huyện Phú Riềng đã làm thiệt hại nhiều diện tích cây trồng và nhà cửa. Theo thống kê sơ bộ, dông lốc gây thiệt hại cho khoảng 30 hộ dân, khoảng 20 hectare cây trồng bị gãy đổ, chủ yếu là điều, cao su và một số ít cây trồng khác đang trong giai đoạn thu hoạch. Có 4 căn nhà bị tốc mái, sập tường, mức độ thiệt hại khoảng từ 30-60%. Ngoài ra, nhiều diện tích cao su của nông trường Long Tân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Phú Riềng cũng bị gãy đổ.